Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1998, quê ở Quảng Ngãi, được nhiều người biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Thanh Hải cao 1m64, nặng 55kg cùng số đo 3 vòng lý tưởng 8962103cm. Đặc biệt là vòng 3 trái táo hơn 1m của cô được ví như điểm vàng vóc dáng mà nhiều cô gái mơ ước. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Thanh Hải thường xuyên diện những mẫu váy áo gợi cảm, tôn đường cong triệt để, theo đuổi phong cách sexy khiến cô từng bị gắn mác gái hư. Tuy nhiên, Thanh Hải tâm sự, đôi khi mình bị mọi người gắn mác là gái hư vì hình ảnh sexy. Nhưng theo mình nghĩ, bây giờ cuộc sống cũng phát triển nhiều, vậy nên mình có quyền được phát triển bản thân theo hướng mình muốn. Ăn mặc sexy chắc gì đã là gái hư. Hư hay ngoan là ở tính cách, là cách nuôi dạy của cha mẹ, là môi trường sống cũng như các mối quan hệ xung quanh và tự bản thân hình thành. Mình không bao giờ đánh giá ai đó chỉ qua vẻ ngoài của người ta. Giống như mình, trên mạng mình đăng ảnh sexy vì đó là công việc và sở thích. Mình không cảm thấy điều đó có gì là sai trái hết cả. Vậy nên không phải lúc nào cởi cũng là hư hỏng, cô nói. Nếu đi làm, Thanh Hải kết thân với những chiếc áo blazer thanh lịch thì ở ngoài đời, cô lại thoải mái thể hiện cá tính với những bộ áo tắm, trang phục táo bạo, khoe khéo body quyến rũ. Sở hữu ngoại hình đẹp cũng khiến Thanh Hải gặp một số phiền phức. Cô chia sẻ, mình nhận rất nhiều tin nhắn nhạy cảm, lời mời chào không đứng đắn, nên phải chặn tin nhắn khiếm nhã mỗi ngày. Ngoài ra, một số người lấy hình ảnh của mình đăng tải trên các diễn đàn để câu like. Quá đáng hơn là dùng hình ảnh mình đăng lên một số web đen làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, Thanh Hải phàn nàn. Bên cạnh đó, Thanh Hải thổ lộ thêm, đừng bỏ lỡ điều gì để rồi hối tiếc. Vì khi bạn bỏ lỡ tuổi trẻ mà không làm điều mình muốn, thì sẽ rất hối hận khi đã bước qua thanh xuân. Hãy nghĩ đến việc làm tốt điều đó mỗi ngày và hoàn thiện nó tốt nhất. Gợi cảm, năng động là hình ảnh mà hát gương Quảng Ngãi đang hướng tới. Được biết, hiện tại, ngoài thời gian làm việc ở văn phòng, cô còn là dancer và mở lớp dạy nhảy.